Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay. Hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, trong những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân của tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Thiêng liêng lễ chào cờ trên nhà giàn DK1. Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 năm 2012, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc. 193 nước thành viên, trong đó có Việt Nam, cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Tại tỉnh Thanh Hóa, những năm qua, các cấp ngành, các tổ chức cá nhân và toàn xã hội luôn nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Từ năm 2020-2021 đến nay, đã có 155 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thanh Hóa triển khai mô hình trường học hạnh phúc. Trọng tâm mô hình này là xây dựng trường học an toàn về thể chất và tinh thần cho cả thầy cô giáo và học sinh, tôn trọng sự khác biệt, sự sáng tạo của mỗi học sinh. Từ đó xây dựng một môi trường học tập thân thiện, lành mạnh, có văn hóa để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thì tôi nhận thấy là mỗi một ngày môi trường của chúng tôi được hoàn thiện hơn, giáo viên vui tươi hơn và hiệu quả làm việc của chúng tôi tốt hơn. Và đặc biệt chúng tôi nhận thấy con trẻ khi đến trường chúng tôi thấy thay đổi một cách rất rõ nét. Các con được vui tươi hơn, tỷ lệ chuyên cần cũng như học tập của các con hàng ngày đi học khác hơn so với những năm học mà chúng tôi chưa sâu sát về các cái tiêu chí trường học hạnh phúc. Chỉ với suy nghĩ đơn giản, hạnh phúc là sự cho đi. Nhiều năm qua, các thành viên câu lạc bộ Tâm Thiện Nguyện Du lịch Thanh Hóa đã luôn hết mình trong các hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm câu lạc bộ quyên góp được từ 600 đến 700 triệu đồng để đem những phần quà thiết thực trao tặng các mảnh đời bất hạnh. Mỗi chuyến đi từ thiện đến những vùng đất xa xôi, gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn còn giúp các thành viên câu lạc bộ thấy được giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Khi được làm cái cầu nối lan tỏa yêu thương thì tôi đã nhìn thấy nơi cho đi cũng rất hạnh phúc và nơi mọi người nhận lại càng hạnh phúc hơn và họ biết ơn nhau. Với tôi thì cũng thấy mình yêu thêm cuộc sống này vì đã mang lại hạnh phúc cho mọi người và cho cả chính bản thân mình. Năm 2023 là tròn 10 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2589 phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm. Thực hiện đề án này, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức cá nhân, gia đình và toàn xã hội về lịch sử, ý nghĩa của ngày quốc tế hạnh phúc, về xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Bên cạnh đó, để ngày quốc tế hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các hoạt động an sinh, trong đó quan tâm đến các đối tượng chính sách dễ bị tổn thương. Nhân ngày quốc tế hạnh phúc, cấp ủy chính quyền địa phương thị trấn Cành Nàng cũng đã rất là quan tâm tổ chức nhiều các cái hoạt động tuyên truyền, giúp đỡ, đặc biệt là đã phối hợp với lại Hội Phụ nữ thị trấn Cành Nàng tổ chức nhiều các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho chị em phụ nữ. Và đối với chính quyền địa phương thị trấn Cành Nàng thì luôn xem đây là một cái hoạt động quan trọng nhằm nâng cao cái đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn. Với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay truyền đi thông điệp Hạnh phúc không phải kiếm tìm ở đâu xa, đó có thể là sự quan tâm thường nhật, một lời hỏi thăm, động viên đúng lúc. Bởi vậy, hãy luôn hành động tích cực, luôn yêu thương và chia sẻ để mang lại hạnh phúc cho mọi người và tìm thấy cho mình nhiều giây phút hạnh phúc đích thực. Cũng như các đơn vị quân đội trên đất liền, sáng thứ hai đầu tuần, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 vùng 2 Hải quân lại trang nghiêm tổ chức lễ chào cờ. Lễ chào cờ nơi đây mang lại cảm xúc rất đặc biệt, bởi giữa biển trời mênh mông càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng, lòng tự hào dân tộc. Ở nhà giàn DK1, giữa sóng gió trùng khơi, chỉ sau một tuần, cờ sẽ bị tưa sợi và bạc màu. Vì vậy, việc thay một lá cờ mới trong lễ chào cờ vào thứ hai hàng tuần đã trở nên quen thuộc với mỗi cán bộ chiến sĩ Hải quân. Khi công việc thay cờ đã hoàn tất, toàn đơn vị thực hiện nghi lễ chào cờ trong không khí tôn nghiêm, trang trọng. Trong ánh bình minh trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, lá quốc kỳ kiêu hãnh tung bay phấp phới, bài quốc ca kiêu hùng vang lên, át đi tiếng sóng biển.
từng câu hát cất lên từ trái tim yêu nước và niềm tự hào của mỗi chiến sĩ hải quân. Sau khi hát quốc ca, 10 lời thề danh dự của quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam được các chiến sĩ đọc dõng dạc, hào sảng, đánh thép. Họ bày tỏ quyết tâm, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chào cờ nó là một cái chế độ mà thực hiện thường xuyên hàng tuần ở trên các nhà giàn, đặc biệt là trong các điều kiện về nhà giàn, về cái không gian nó chật hẹp. Nhưng mà cán bộ chiến sĩ vẫn duy trì đều đặn cái chế độ này nhằm thứ nhất là bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ chiến sĩ sẵn sàng phục vụ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, cũng như là bồi dưỡng cái năng lực bản thân và xác định ý nghĩa thiêng liêng của việc chào cờ để xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao. Cùng thời điểm, tại tất cả các nhà giàn trên biển, lễ chào cờ được tiến hành với nghi thức trang trọng. Đó là hình ảnh thật đẹp, tự hào và kiêu hãnh, bởi trên vai những chiến sĩ nhà giàn đang mang trong mình một sứ mệnh vô cùng lớn lao, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua hoạt động chào cờ, các đơn vị nhà giàn DK1 cũng đánh giá lại hoạt động trong tuần, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Hiện nội dung chào cờ thì chúng tôi nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần qua và triển khai kế hoạch tuần tới. Đồng thời thông báo cho bộ đội về cái tình hình thời sự trong tuần, đặc biệt là tin trong nước, tin thời sự quốc tế, cũng như là tin có liên quan đến lực lượng vũ trang cũng như phong trào thi đua quốc thắng của đơn vị. Thì qua cái nội dung chào cờ cũng tuyên truyền giáo dục cho bộ đội nắm về các nội dung cũng như định hướng tư tưởng cho bộ đội để thực hiện các nội dung trong tuần đảm bảo cho nó tốt. Thì cảm nhận của tôi thì mỗi lần thực hiện nội dung chào cờ trong tuần thì thể hiện cái chúng ta là khẳng định chủ quyền của mình trên biển, cột mốc tiền tiêu của Tổ quốc trên biển. Chúng tôi cảm giác thấy rất tự hào và thiêng liêng khi thực hiện cái nội dung chào cờ hàng tuần. Ở đâu gian khổ khó khăn, ở đó vinh quang và tự hào nhất. Chiến tranh hay thời bình, vất vả gian lao bao giờ cũng đặt lên vai người lính. Đó là sứ mệnh thiêng liêng, là lời thề danh dự không bao giờ được sao nhãng. Dưới màu cờ Tổ quốc thiêng liêng, cán bộ chiến sĩ càng nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí vững vàng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên được đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn đảng bộ huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp căn cơ đồng bộ và hiệu quả, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên. Xã Nga Liên có tới 91% dân số theo đạo Công giáo. Đảng bộ xã có 16 chi bộ với 230 đảng viên, trong đó 9 chi bộ khu dân cư, 7 chi bộ ngành. Những năm trước đây, công tác phát triển đảng viên trong các khu dân cư gặp rất nhiều khó khăn do phần lớn thanh niên đi làm ăn xa, không thường xuyên cư trú tại địa phương. Một số người ở địa phương thì chưa có tư tưởng phấn đấu vào đảng. Thực hiện chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ huyện ủy, căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ, trong đó đề ra những chỉ tiêu, giải pháp và phân công nhiệm vụ rất cụ thể. Đảng ủy tập trung thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy sẽ triển khai tới các chi bộ, các ban ngành đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của xã, tổ chức phát triển, giới thiệu nguồn để cho đảng, để giới thiệu đi học lớp nhận thức về đảng, sau đó là bồi dưỡng, kết nạp đảng cho các quần chúng trong các cái chi bộ nông thôn cũng như các chi bộ cơ quan trường học. Một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Nga Sơn đó là tập trung tạo nguồn phát triển đảng viên từ trong các nhà trường. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nga Sơn đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 273 quần chúng ưu tú là học sinh. Tham gia lớp học, các em được nâng cao nhận thức về đảng, từ đó có động cơ trong sáng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân em rất vinh dự khi được chi đoàn 12C hướng dẫn đi học lớp cảm tình đảng. Em cảm thấy là mình rất là tự hào khi được học lớp cảm tình đảng. Em xin hứa là sẽ cố gắng rèn luyện học tập và cuộc sống để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của đảng. Chúng tôi cũng nhận thấy là cái việc mà quan tâm phát hiện sớm những cái đoàn viên ưu tú trong đoàn thanh niên là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để nâng cao được cái chất lượng đảng viên thì chúng tôi cũng có rà soát ngay từ năm lớp 10
Tức là khi mà các em mới vào trường, đó là cái việc mà theo dõi để phát triển cho các chi bộ đảng của nhà trường. Cùng với quan tâm phát triển số lượng đảng viên, các tổ chức đảng ở Nga Sơn cũng rất chú trọng đến chất lượng đảng viên mới. Năm 2022, toàn huyện đã kết nạp 209 đảng viên mới, đạt 122,9% kế hoạch. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ huyện Nga Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển đảng viên, phấn đấu tiếp tục vượt chỉ tiêu, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường trong xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng ngày, theo hướng tạo thành thói quen khi mua sắm, ưu tiên sử dụng các sản phẩm của Việt Nam nhằm thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa trong nước, trong tỉnh, tạo điều kiện đưa hàng hóa thiết yếu và hàng có chất lượng của Việt Nam đến tay người tiêu dùng nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống nhân dân. Kế hoạch cũng đề ra các nội dung nhiệm vụ cụ thể như tổ chức các hội nghị truyền thông về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm thương hiệu Thanh Hóa đến các tầng lớp nhân dân và ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp giám sát nhằm kịp thời phát hiện các hành vi buôn bán hàng lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, để phản ánh kiến nghị với các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, ngăn chặn nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của chính phủ Hàn Quốc, chương trình EPS. Theo đó, thị trường Hàn Quốc sẽ tuyển hơn 12.000 lao động Việt Nam. Cụ thể, nhu cầu từng ngành là sản xuất chế tạo 6.344 người, xây dựng 901 người, ngành nông nghiệp 841 người, ngư nghiệp 4.035 người. Điều kiện chung đối với người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS năm 2023. Độ tuổi từ 18 đến 39, không có án tích theo quy định của pháp luật, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm, không bị cấm xuất cảnh Việt Nam, không có thân nhân, bố mẹ, con đẻ, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Với ngành nông nghiệp sẽ ưu tiên cho lao động tại 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Không tuyển lao động ngành sản xuất chế tạo tại các địa phương đang trong danh sách tạm dừng tuyển chọn của phía Hàn Quốc. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2022 đã có gần 10.000 lao động Việt Nam xuất cảnh sang Hàn Quốc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đàm phán để Hàn Quốc nới lỏng điều kiện nhập cảnh cho lao động ngành đóng tàu, đồng thời thúc đẩy tiếp nhận nhiều hơn lao động thời vụ. Kinh tế thế giới khó khăn nhưng nhiều định chế tài chính vẫn đánh giá cao Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chiếm được thị phần đáng kể trong nhiều lĩnh vực, trong đó có dệt may, giày dép và điện tử. Các chuyên gia kinh tế đánh giá Việt Nam đang trở thành điểm sáng trong thu hút chuyển dịch dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về thu hút FDI. Việc tìm kiếm được doanh nghiệp FDI đầu tư đã là thành công, nhưng thành công hơn là giữ chân và phát triển dòng vốn chất lượng. Theo đó, Việt Nam cần nâng cấp chính sách thu hút và sử dụng FDI hướng mạnh vào tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và kết nối chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI, nhất là các tập đoàn xuyên quốc gia. Cùng với đó, hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, nghiên cứu và ban hành các chính sách phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng, chủ động triển khai các chiến dịch vận động xúc tiến đầu tư, khẳng định Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, tin cậy, kết nối, làm việc với các tập đoàn lớn của thế giới để trao đổi chia sẻ các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó đề xuất 4 nhóm chính sách lớn. Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi nhằm mục tiêu chung là thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và cải cách hệ thống chính sách thuế đến năm 2030, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, khơi thông, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội phù hợp với xu hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp của quốc tế, đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước. Để đạt được các mục tiêu sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đề xuất sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tập trung giải quyết 4 nhóm chính sách lớn, bao gồm:
mở rộng cơ sở thuế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và phù hợp thông lệ quốc tế thông qua việc điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát chính sách miễn giảm thuế, sửa đổi bổ sung các nội dung của luật thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề bất cập, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, sửa đổi bổ sung các nội dung nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển. Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại có ý nghĩa rất lớn với doanh nghiệp xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam. Bắt kịp và thích ứng với thị trường tỷ dân này sẽ giúp nông sản thủy sản Việt không chỉ giữ được đối tác quan trọng mà còn có chỗ đứng chắc chắn khi thị trường nhập khẩu châu Âu hay Mỹ đang giảm sức mua. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong khi khó khăn đến từ các thị trường nhập khẩu như châu Âu, Mỹ, thì thị trường Trung Quốc mở cửa từ đầu năm được coi là tạo đà cho hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là đối với nhóm hàng nông thủy sản. Với thị trường Trung Quốc, hiện nay không đơn giản là xuất khẩu tiểu ngạch như trước, mà ngày càng đòi hỏi cao về các tiêu chuẩn kỹ thuật xuất xứ nguồn gốc cũng như nhiều điều kiện khác. Cùng với đó, Trung Quốc đang tăng cường thực thi pháp luật khi có chủ trương đưa hoạt động thương mại đi vào chính quy nền ép. Do đó, các doanh nghiệp không chỉ chú trọng gia tăng giá trị xuất khẩu mà cần phải hướng đến xuất khẩu bền vững và tìm cách giữ được đối tác quan trọng này. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến xã hội. Theo dự thảo, về phương thức tổ chức thi và lộ trình thực hiện, dự kiến trong giai đoạn 2025-2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ ổn định phương thức thi trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở những địa phương có đủ điều kiện. Giai đoạn sau năm 2030, phấn đấu đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính, sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Về môn thi, tổ chức thi theo môn, trong đó các môn học bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử đối với giáo dục phổ thông, ngữ văn, toán, lịch sử đối với giáo dục thường xuyên và các môn học lựa chọn ở bậc trung học phổ thông gồm vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Thí sinh học chương trình trung học phổ thông dự thi 4 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn trong số 4 môn đã chọn học. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 3 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn trong số 4 môn đã chọn học. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quy định khung thời gian tổ chức thi chung phù hợp với kế hoạch thời gian năm học để đảm bảo thống nhất trong cả nước, đồng thời có sự linh hoạt ứng phó với các tình huống ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh trong phạm vi toàn quốc và từng địa phương. Năm 2023, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm mới thí sinh cần lưu ý. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, sớm hơn năm 2022 gần 2 tuần. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển và công tác tổ chức xét tuyển, nhập học của các trường đại học cũng đẩy sớm hơn từ 2 tuần đến 1 tháng so với năm 2022. Theo đó, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, tất cả thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, các trường đại học công bố điểm chuẩn. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 30 tháng 8. Do có những điều chỉnh quan trọng về mốc thời gian, nên thời điểm các trường trung học phổ thông trong tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm đề thi cho học sinh. Hiện tại thì em vẫn đang gấp rút ôn tập cho kỳ thi đại học sắp tới. Em vẫn đang tập trung ở trên nhà trường, kèm theo là học thêm một số cái lớp ở bên ngoài và tự học để có thể củng cố thêm kiến thức cho mình. Đồng thời thì em vẫn đang tìm hiểu các thông tin tuyển sinh cũng như là một số điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi đại học của mình ạ. Năm nay thì trường mình có tổng cộng là 502 học sinh tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lựa chọn những thầy cô có kinh nghiệm, có chuyên môn vững để là giúp các em hỗ trợ được kiến thức trong cái giai đoạn nước rút này. Về công tác kiểm tra hồ sơ thì hiện tại nhà trường đang tiến hành rà soát để có thể là tìm ra tất cả những cái sai sót của các em và khắc phục trong cái thời gian sớm nhất để hoàn thiện hồ sơ cho các em. Một điểm mới cần lưu ý trong công tác tuyển sinh đại học năm 2023 đó là quy định về cách tính và áp dụng điểm ưu tiên. Từ năm 2023, thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp.
Như vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực. Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng từ 22,5 điểm trở lên khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30 sẽ không còn được cộng tối đa mà được xác định theo công thức giảm tuyến tính. Cụ thể, mức điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng từ 22,5 điểm trở lên được xác định bằng công thức. Mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng bằng 30 trừ tổng điểm đạt được của thí sinh chia 7,5 rồi nhân tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường. Cũng từ năm 2023, khi đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển theo ngành, không cần đăng ký cả phương thức xét tuyển như năm 2022. Thí sinh có thể trúng tuyển theo bất kỳ phương thức nào vào ngành mình đăng ký nếu đủ điều kiện. Nhà trường đã bắt đầu tổ chức cái khâu rà soát hồ sơ, kiểm tra các cái điều kiện cần và đủ để học sinh đảm bảo dự thi tốt nghiệp, được đảm bảo được quyền lợi cho các em. Ví dụ như là giấy chứng nhận vào lớp 10, giấy tờ ưu tin nghề, các giấy tờ ưu tin nếu có, các cái khâu hồ sơ cần thiết của học sinh. Hiện nay nhà trường đang phối hợp với công an cho học sinh đăng ký cái mã định danh online để cho học sinh đăng ký các cái nguyện vọng mà qua cái cổng thông tin của Bộ Giáo dục. Năm 2023, thí sinh tiếp tục được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển đại học. Tuy nhiên, từ thực tế của kỳ tuyển sinh năm trước, các chuyên gia giáo dục khuyên cáo thí sinh không nhất thiết đăng ký quá nhiều nguyện vọng. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ cho phép thí sinh trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất và cao nhất. Không có chuyện trúng tuyển vào nhiều trường hoặc đỗ vào nguyện vọng đứng sau. Việc quyết định nguyện vọng như thế nào cần căn cứ vào định hướng nghề nghiệp, thế mạnh, năng lực của bản thân. Nhu cầu giao thương du lịch tăng cao do hầu hết các quốc gia đã mở cửa trở lại, cùng với thời tiết thay đổi thất thường đã làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sởi. Bên cạnh đó, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, tái nổi tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập, lây lan. Hiện các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi hay gặp như COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, dại có nguy cơ rất lớn bùng phát và lan rộng tại các cộng đồng. Bộ Y tế dự báo dịch bệnh trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Để chủ động phòng chống dịch bệnh năm 2023, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh bùng phát, Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, hoàn thiện, ban hành phương án đảm bảo công tác y tế trong tình huống dịch COVID-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống công bố dịch kết thúc khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ y tế các tuyến giám sát và phòng chống các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, hướng dẫn phân vùng dịch tễ các bệnh do ký sinh trùng thường gặp, hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với Tổ chức Facing So World và Hội Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam tiến hành phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh vùng sọ mặt và di chứng chấn thương, vết thương, bệnh lý vùng hàm mặt. Theo chương trình, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Facing The World sẽ phối hợp với các chuyên gia y tế đầu ngành về phẫu thuật sọ mặt của Anh, Canada, Australia triển khai phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân. Các mặt bệnh được phẫu thuật bao gồm bệnh lý dính khớp sọ sớm, khe hở sọ mặt, hội chứng Hofmatsa, hội chứng Crouzen, u sơ thần kinh, dị tật vành tai, sẹo biến dạng vùng đầu cổ, khuyết xương, biến dạng xương vùng sọ mặt và các dị tật sọ mặt khác. Thời gian khám sàng lọc dự kiến được tổ chức vào thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2023. Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Đợt này, khoảng thời gian oi bức nhất trong ngày là đầu giờ chiều từ 13 giờ đến 15 giờ với nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Ban đêm, nhiệt độ xuống ngưỡng 28 độ C, vẫn khá oi nóng. Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn, cơ quan khí tượng cho biết vào nửa cuối tháng 3 và sang tháng 4, không khí lạnh có xu hướng giảm dần tần suất hoạt động. Nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện, tập trung ở vùng Tây Bắc Bộ và khu vực phía Tây của Trung Bộ. Từ ngày 21 tháng 3, Bắc Bộ nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay, tập trung tại vùng núi Tây Bắc. Đợt này khoảng thời gian oi bức nhất trong ngày là đầu giờ chiều 13 đến 15 giờ với nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Ban đêm nhiệt độ xuống ngưỡng 28 độ C, vẫn khá oi nóng. Sau khi trải qua chuỗi ngày có mưa phùn và sương mù, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ đón nắng nóng diện rộng liên tục vào các ngày 21 tháng 3 đến 25 tháng 3. Ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hầu hết diện tích rừng gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng đều đặt trong tình trạng cảnh báo cháy rất cao, từ cấp độ 3 trở lên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô Nam Bộ năm nay có diễn biến bất thường. Cao điểm mùa khô mưa ít hơn từ 40 đến 80% so với cùng kỳ năm 2022. Khô hạn ở các cánh rừng cũng sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Từ nay đến tháng 5,
thời tiết Nam Bộ tiếp tục có nhiều đợt nắng nóng, độ ẩm thấp. Để tránh xảy ra cháy rừng, người dân không đốt dọn thực bì, đốt xác hay vứt tàn thuốc gần bìa rừng. Cũng tại đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn đang có xu hướng gia tăng theo kỳ chiều cường đầu tháng 2 âm lịch. Dự báo tại các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn đợt này sẽ kéo dài từ nay đến ngày 24 tháng 3. Đây cũng là đợt mặn cuối trong giai đoạn cao điểm trên sông Cửu Long. Các đợt chiều cường sau, độ mặn sẽ thấp hơn. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp tuyến cố định dùng xe hợp đồng trá hình. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp hoạt động vận tải khách tuyến cố định bỏ bến sử dụng xe hợp đồng dưới hình thức xe limousine, gây mất trật tự trong hoạt động vận tải khách. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ. Từ đó từng bước lập lại trật tự, đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các loại hình giao thông vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Những ngày gần đây, thời tiết liên tục xuất hiện tình trạng sương mù vào sáng sớm, khiến tầm nhìn của các phương tiện bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong quá trình lái xe, tài xế cần chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, nhất là các quy định về tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn giữa các xe với nhau, đi đúng phần đường, làn đường. Khi sương mù dày đặc, cần đi chậm, bật đèn chiếu gần, sử dụng đèn sương mù, đèn có ánh sáng vàng để tăng khả năng quan sát. Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã mở nhiều đợt ra quân giải tỏa vi phạm lòng lề đường và hành lang giao thông, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết triệt để. Thậm chí ở một số nơi, vi phạm còn nhức nhối hơn cả trước thời điểm ra quân. Có tới 1.001 lý do người vi phạm đưa ra để biện minh cho mình. Thành phố Thanh Hóa là một trong những địa phương nhức nhối về tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông. Đoạn đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông. Thế nhưng một số hộ dân vẫn cố tình chiếm dụng vỉa hè để bán hàng, buộc người bộ hành phải đi xuống lòng đường. Tương tự, trên quốc lộ 217 đoạn qua xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, từ lâu tồn tại chợ tự phát ngay trước cổng công ty may mặc xuất khẩu Approtech. Thời điểm họp chợ dù chỉ diễn ra trong khoảng một tiếng, nhưng đúng giờ công nhân tan tầm nên thường xuyên gây ùn tắc giao thông. Đáng nói, nhiều người dù biết mình vi phạm nhưng vẫn đưa ra những lý do để bao biện. Không, bà ngồi đây tí nữa bà dẹp vô đây, không việc cái gì còn có bán được đâu mà cháu. Bà ngồi vừa ngồi vẫn vài tí thôi mà. Công ty ra là bà đi chỗ khác, bà ngồi đây. Bà xe vô trong ngồi vài bà bán. Ngay trên quốc lộ 47, đoạn trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn Inkyung Vina thuộc xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn. Dù lượng xe ô tô tải chạy rất đông, nhưng một số người dân vẫn bất chấp sự an toàn của bản thân, ngồi ngay sát mép đường để bán hàng. Tôi đi ở đây thấy mấy bác ngồi đây thôi chứ cũng không biết gì không ở đây. Thấy mọi người ngồi liều thôi. Nhà cố thì đi bên đây bán thôi chứ chị có buôn bán chị đấy. Công an nhắc nhở rồi bọn chị cũng biết đấy, nhưng mà về cái cuộc sống mưu sinh thì chờ cũng phải chấp nhận đấy chứ chờ biết làm sao được. Vì mưu sinh là lý do chủ yếu được người vi phạm đưa ra để biện minh cho hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông của mình. Thậm chí nhiều người bất chấp nộp phạt, liều lĩnh đánh cược sự an toàn của bản thân để ngồi dưới lòng đường bán hàng. Với ý thức kém và sự chây ỉ như vậy, dẫu lực lượng chức năng có tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa và xử phạt hành chính, thì sau đó sẽ tái diễn. Cần phải có thái độ kiên quyết áp dụng mức phạt thật nặng đối với những người tái phạm, thì tình trạng này mới chấm dứt. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.